ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, và ba đồng phạm là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử cho biết, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang, Quy, Khương, Nam nên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, bị cáo Nam 1 năm tù. Đồng thời, tòa cũng bác kháng cáo của bà Phạm Lệ Khanh về việc đề nghị thay đổi tội danh của các bị cáo từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội cố ý gây thương tích.